Mời quý vị khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế tạo robot đang có sự phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở các nước châu Á, trong đó phải kể đến quốc gia tỷ dân Trung Quốc. Được thúc đẩy bởi các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo và 5G, cũng như các chính sách khuyến khích, Trung Quốc đang tăng tốc nỗ lực mở rộng phạm vi ứng dụng cho ngành công nghiệp chế tạo robot. Trung tâm công nghệ Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc đã chứng kiến hoạt động sản xuất và kinh doanh robot công nghiệp phát triển mạnh, với số lượng đơn đặt hàng tăng vọt kể từ đầu năm nay. Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của các công nghệ giọng nói và thị giác trí tuệ nhân tạo AI, robot và AI đã được tích hợp mạnh mẽ và rộng rãi. Trước kia, do robot công nghiệp truyền thống yêu cầu các kỹ sư có chuyên môn nhất định để vận hành, nên sự thiếu hụt nguồn nhân lực đã trở thành một điểm nghẽn trong sự phát triển của ngành. Thì nay, với sự tích hợp mạnh mẽ của công nghệ AI, yêu cầu về nhân lực đã được hạ thấp đáng kể. Đối với robot công nghiệp truyền thống, mọi thay đổi và ứng dụng đều cần được lập trình lại bởi các kỹ sư. Điều này khiến chúng rất khó sử dụng. Tuy nhiên, robot cộng tác thông minh có thể được vận hành bởi công nhân bình thường. Sự khác biệt do công nghệ AI tạo ra đã thúc đẩy các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhân tài hơn trong lĩnh vực phát triển AI. Nhờ các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, kể từ đầu năm nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất robot đã nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn từ các ngành công nghiệp mới nổi. Các công ty sản xuất robot ở Thâm Quyến cho biết, đơn đặt hàng từ các lĩnh vực mới nổi như ngành năng lượng mới và ngành bán dẫn đã tăng đáng kể trong năm nay. Ngoài ra, đơn đặt hàng từ ngành y tế, bán lẻ và các mảng kinh doanh khác cũng tăng đáng kể. Từ năm 2016 đến nay, ngành công nghiệp chế tạo robot của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Năm 2020, lần đầu tiên thu nhập hoạt động của lĩnh vực chế tạo robot của nước này vượt hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 15,8 tỷ đô la Mỹ và sản lượng robot công nghiệp đạt 212.000 mẫu. Mật độ sử dụng robot của Trung Quốc vào năm 2020 đạt 246 đơn vị trên 10.000 người, gần gấp đôi mức trung bình của toàn cầu. Tính đến năm 2021, Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 8 năm liên tiếp. Cho đến nay, robot công nghiệp đã được ứng dụng trong 52 ngành công nghiệp, bao gồm ô tô và điện tử. Trong khi robot dịch vụ đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hậu cần, giáo dục và giải trí. Robot nổi lên như một công cụ hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho quá trình số hóa các ngành công nghiệp truyền thống. Chúng tôi đang tìm cách cung cấp các giải pháp nâng cấp ngành, đòi hỏi cần thực hiện sự đổi mới đáng kể. Ngoài Thâm Quyến, nhiều nơi ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Liêu Ninh đang nỗ lực tạo ra các vườn ươm, tạo thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của ngành công nghiệp robot. Quốc gia này đang phấn đấu trở thành một trung tâm toàn cầu cho sự đổi mới robot vào năm 2025. Theo kế hoạch này, Trung Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được những đột phá trong các thành phần cốt lõi của robot và cải thiện hơn nữa hiệu suất và độ tin cậy. Nước này cũng sẽ thúc đẩy tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây với công nghệ robot, đồng thời tiếp tục tạo ra những đột phá trong các ứng dụng của robot. Trước đây, hầu hết robot được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp với chi phí đắt đỏ để thực hiện các công việc được lập trình sẵn với độ chính xác cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bắt đầu chế tạo thêm nhiều loại robot mang tính ứng dụng cao, phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội. Trong đó, robot taxi, hay còn gọi là taxi không người lái, đã được nhiều công ty tại Thâm Quyến hay Bắc Kinh đầu tư phát triển trong những năm gần đây. Đến nay, ngồi trên một chiếc taxi không người lái không còn là câu chuyện xa lạ ở Trung Quốc. Baidu, gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc vừa ra mắt đội xe robot taxi gồm hơn 100 chiếc ở thành phố Vũ Hán, miền Trung nước này. Cùng với việc tăng số lượng robot taxi đang hoạt động, Baidu cũng tăng gấp 3 lần quy mô khu vực hoạt động tại Vũ Hán, đồng thời mở rộng thời gian hoạt động bao gồm cả buổi tối. Chúng ta có thể quan sát lộ trình ô tô đang đi qua bản đồ thời gian thực. Chúng ta có thể thấy môi trường xung quanh hiển thị thông qua giao diện trên màn hình và chúng ta cũng có thể nhìn thấy ô tô và phương tiện lớn phía trước cũng như đèn giao thông. Apollo Go là dịch vụ đầu tiên ở Trung Quốc, hiện đang hoạt động trên một khu vực rộng hơn 530 km2. Đây là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi tự hành thương mại không có người lái với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.
Hiện tại trên nền tảng dịch vụ xe tự hành Apollo Go của Baidu, số phương tiện hoàn toàn không người lái đã tăng lên 100 ở Vũ Hán và khu vực hoạt động của chúng tôi đã vượt quá 530 km2. Tính đến tháng 1 năm 2023, tổng số đơn đặt hàng cho dịch vụ xe không người lái của chúng tôi trên toàn quốc đã vượt quá 2 triệu đơn đặt hàng. Nhiều người dân Vũ Hán đã bắt đầu làm quen với việc đi lại hàng ngày bằng dịch vụ taxi không người lái này. Thường thì tôi sẽ gọi taxi Apollo Go để đi làm hàng ngày, vì tôi nghĩ thời gian phản hồi của Apollo Go nhanh hơn và tiện lợi hơn. Tôi nghĩ mặc dù đây là xe không người lái, nhưng nó mang lại cảm giác mượt mà và thoải mái hơn. Tôi cảm thấy xung quanh mình là công nghệ nên trải nghiệm khá tuyệt. Lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ taxi không người lái trong khoảng 12 phút. Lúc đầu tôi hơi lo lắng, nhưng nó khá an toàn. Khi tôi ra ngoài đi chơi hay đi mua sắm, tôi đều chọn dịch vụ taxi này vì nó khá tiện lợi. Baidu có trụ sở chính tại Bắc Kinh, tạo ra phần lớn doanh thu từ công cụ tìm kiếm trên Internet, đã tập trung vào các công nghệ tự lái trong 5 năm qua khi hãng này muốn đa dạng hóa sản phẩm. Tháng 12 năm ngoái, Baidu đã nhận được giấy phép vận hành dịch vụ robot taxi tự hành Apollo Go ở các thành phố như Vũ Hán, Trùng Khánh và Bắc Kinh. Mục tiêu của Baidu trong năm 2023 là xây dựng khu vực gọi xe hoàn toàn không người lái lớn nhất thế giới và đưa thêm 200 robot taxi hoàn toàn không người lái đi vào hoạt động trên toàn quốc. Ngoài Apollo Go của Baidu, tại các thành phố lớn của Trung Quốc cũng đang nở rộ dịch vụ taxi không người lái khác của các hãng khác, đem lại lựa chọn phong phú cho khách hàng. Trong cuộc chạy đua phát triển xe robot tự hành, Zoox, công ty khởi nghiệp xe tự hành thuộc sở hữu của hãng Amazon, cũng lần đầu tiên vận chuyển hành khách và nhân viên công ty bằng phương tiện hoàn toàn tự lái trên đường công cộng. Đây là một dấu mốc tiến gần hơn đến việc ra mắt một sản phẩm đầy đủ chức năng, hỗ trợ cung cấp dịch vụ thương mại cho công chúng. Cuối năm 2020, công chúng có được cái nhìn đầu tiên về robot taxi chạy hoàn toàn bằng điện với bộ pin khổng lồ 133 kWh của hãng Zoox. Những robot taxi độc đáo này bắt đầu cung cấp các chuyến vận chuyển nhân viên Amazon trên đường giao thông ở California lần đầu tiên vào tháng 2 vừa qua. Việc đưa đón miễn phí nhân viên giữa hai tòa nhà cách nhau 1,6 km tại trụ sở chính của công ty ở California sẽ giúp công ty cải tiến công nghệ của mình. Công ty này cho biết mặc dù phương tiện này chưa sẵn sàng để sử dụng cho mục đích thương mại, nhưng việc thử nghiệm đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tầm nhìn của công ty về việc xây dựng đội xe robot tự động và dịch vụ gọi xe. Giám đốc điều hành Aicha Evans của Zoox cho biết, đưa phương tiện vào một tuyến đường công cộng rộng mở và xác thực cách tiếp cận của công ty đối với tất cả các yêu cầu khác nhau, bao gồm cả quy định, là một bước tiến lớn. Robot taxi Zoox được chế tạo như một phương tiện hoàn toàn tự động từ đầu, thay vì trang bị thêm cho những chiếc ô tô hiện có để tự lái. Xe không có vô lăng hoặc bàn đạp, chỉ có chỗ cho 4 hành khách. Xe có một số tính năng giúp nó khác biệt với các đối thủ, đó là nó có khả năng lái 2 chiều, cho phép thay đổi hướng mà không cần phải lùi và điều hướng trong không gian nhỏ hẹp. Nhà bán lẻ trực tuyến Amazon vốn đang tích cực mở rộng sang lĩnh vực công nghệ xe tự hành đã mua công ty khởi nghiệp Zoox với giá 1,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Với kỳ vọng, công nghệ tự hành của Zoox có thể được trang bị cho đội xe giao hàng của Amazon, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Công nghệ chế tạo robot hiện nay đã phát triển vượt bậc khi tích hợp với trí tuệ nhân tạo. Không chỉ thực hiện những động tác lặp đi lặp lại một cách chính xác, mà robot còn có khả năng sáng tạo nghệ thuật. Các kỹ sư tại Viện Người Máy Đại học Carnegie Mellon của Mỹ mới đây đã chế tạo một cánh tay robot tích hợp AI có khả năng vẽ tranh như một họa sĩ. Cây cọ vẽ tạo ra những nét vẽ mềm mại trên giấy. Nhưng người cầm cọ không phải là một họa sĩ thực thụ, mà là một cánh tay robot có tên là Frida. Cánh tay robot này có gắn một cây cọ vẽ và sử dụng trí thông minh nhân tạo để hợp tác với con người trong việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi nhận được yêu cầu vẽ một bức tranh, Frida sẽ bắt đầu đưa cọ lên để vẽ. Frida là một dự án là khám phá sự giao thoa giữa khả năng sáng tạo của con người và robot. Quan điểm của tôi về Frida là đây là một nền tảng để xem xét cách robot có thể sử dụng các công cụ không chính xác. Bởi vì ngày nay rất nhiều thứ được tự động hóa thực sự chính xác, nhưng hội họa thì không. Cách Frida lập kế hoạch và hoạt động là không chính xác.
Frida, được đặt theo tên của họa sĩ người Mexico Frida Kahlo. Robot này sử dụng các mô hình AI tương tự như các công cụ tăng cường như ChatGPT của OpenAI và DALL-E 2, có thể tạo văn bản hoặc hình ảnh để phản hồi yêu cầu. Frida mô phỏng cách vẽ một hình ảnh bằng các nét vẽ và sử dụng máy học để đánh giá tiến trình hoạt động của nó. Frida đang làm một việc mà hầu hết các robot không làm được. Frida sử dụng loại mô hình AI đã được phát triển để thực hiện những việc như chụp ảnh, hiểu nội dung bối cảnh và đưa nó vào nghệ thuật, sáng tạo. Vì vậy, Frida thực sự giống như họa sĩ, không phải máy in. Đó là một điều tuyệt vời. Sau khi người điều hành của Frida chỉ khái niệm về bức tranh muốn vẽ, robot sẽ sử dụng máy học để tạo mô phỏng và phát triển một kế hoạch. Nó hiển thị một bảng màu trên màn hình máy tính để con người trộn và cung cấp cho robot. Trong khi vẽ, robot sử dụng một camera trên cao để chụp ảnh bức tranh. Hình ảnh giúp Frida đánh giá tiến độ và điều chỉnh kế hoạch của mình nếu cần. Các nhà khoa học cho biết nếu Frida mắc lỗi, nó sẽ sửa lỗi đó, kết hợp các vệt sơn sai vào kết quả cuối cùng, không khác gì một nghệ sĩ. Với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, 5G và các công nghệ mới, robot ngày càng mang tính ứng dụng cao với chi phí thấp hơn và linh hoạt hơn. Cũng giống như sự ra đời của máy tính, kỷ nguyên robot không những cải thiện năng suất lao động mà còn hứa hẹn đem lại tiện ích cho con người trong mọi lĩnh vực của đời sống. Quý vị thân mến, bản tin nhìn ra thế giới của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.